lứt mạnh khoai hai dít à hai dít chắc là không giòn đâu. Không giòn. Gọi anh kiếm chuyện tôi kìa. Đòn phủ đầu bạn liền, đòn phủ đầu, đòn phủ đầu bạn liền. Sao? Sao? Nhóc ác, nhóc ác, nhóc ác. Hụt đạch. Đòn phủ đầu mày liền, đòn phủ đầu. Phủ cái đầu mày liền. Oh, so strong. Oh no. No. Ờ, nhìn pha này là biết không giòn. Kìa. Yeah. Lucian. Chơi này nè, đúng rồi. Chắc là không giòn đâu. Ơ? Cái gì đây? Trời ơi, mid double kill, double buff, quánh phát, quánh phát. Sao? Sao bộ? Anh em mình là cái gì nào? Né, né, né. Khó chịu chưa? Giờ mày cướp chim luôn cho tao. Mày đừng có ăn lính của bố mày nữa. Con chó này. Bố mày cần level. Con đó kìa. Level 4 mãi mãi. Đồ gần level 5, mid level 4. Oh. Gì vậy? Chắc là cháu giòn đâu. Hút máu lại luôn mày. Quỳ con lính ăn luôn nè mày. Ở bơm máu làm gì cắn, đứng giật giật làm gì cắn. Chắc là không giòn đâu. Chắc là không giòn đâu. Ừ, tiến hóa cái đã. Chỉnh gà. Rồi, rồi, chắc là không giòn đâu. Chắc là không giòn đâu con chó à. Con chó à, con chó à. Đi. Thôi, khỏe quá. Ôi, ôi, cái gì ba? Cũng cái gì vậy? Chơi bộ. Ê, đây nè, đây nè. Đây nè. Đánh Lee Sin, đánh Lee Sin. À. Chắc là ơi trời ủa xin của bố mày đâu ê ơi 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 né à! Né hết luôn ơi đồng hồ lên đâu là anh mớ ơi, em vừa từ bỏ một công việc lương 8 số vì một con mèo thì có ngu quá không anh? Gần đây thì anh có ngồi hay ngồi coi mấy cái cuộc tranh luận của người ta về một cái vấn đề đó, tức là trong một cái vấn đề thì tất cả mọi người đều nghĩ theo hướng A nhưng mà lại có một người nghĩ theo hướng B thì cái câu mà anh thường hay nghĩ trong đầu nhất á, nó tùy em nghĩ gì và em muốn gì. Nếu em thấy nó đáng thì nó đáng, còn nếu em không thấy nó đáng thì nó không đáng, vậy thôi. Chắc là không giòn đâu, chắc là không giòn đâu. Mày đi. Thôi má, thôi. Giật giật tí cho vui thôi, đừng có ghiền. Rồi, xì lô tí chết. Rồi, nghe kêu mạnh dữ hả? Chắc là bố mày gắt đầu mày đó. Nè 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 chắc silo tụi bay lại đâu nào
bên kia hơi bị bất ổn. Chắc là tao gặt cái đầu mày đâu. Tiamat, món sâu lên đồ thần thoại. Thần thoại lên gì vậy? Con vuông áp mùi hả? Hãy cho tôi thấy Solari. Không, điên à. Tao bay tao bà. Bớt điên giùm cái. Ôi ôi nó bay kìa. Get go. À anh em nhìn nè, lên đánh con Salad như con chó luôn nè. Quét ở đây trước đúng không? Để chi? Để thấy những con em mà vừa đi ra một cái là vô quýnh như con chó liền. Mà nó đánh... Đi. Thôi được rồi. Cái chó này. Ba phải xài. Phá đúp thôi được rồi. Nhảy vô làm cái gì? Solari là sống quá. Rồi. Quá. Ê nhưng mà nếu như mà mình giết người mà mình đã có cái thôi kệ, cứ giả kiếm đi. Chủ yếu là mình lấy cooldown. Lấy cooldown mình đúp cho nó sướng. Một lát là tuyệt đối là không có nhảy vào nha. Không nhảy vào nha anh Bảy nha. Không. Không biết. Đừng có lao vô nữa. Đúp thôi. Đúp thôi, không có lao vô. Chỉ chơi đúp thôi. Tao chém bố mày. Thì lô mày lại. Ở liên quan gì tới bố mày? Ê! Con chó này! Đi lô mày lại. Trời ơi! Nó hỗ trợ! Nó nhảy được! Lì xe nó ngồi tao giết luôn có ít nhiều rồi. Mà liên quan gì tới bố mày dí như vậy hả? Liên quan gì? Em đúng là tao làm gì sai? Trả lời. Tao làm gì sai? Ôi, đâu có xì lô tao được. Sau đó, sân vật được Ultraford đổi tên thành dạp xác của những ước mơ. Ổn gì ba? Factos. Xì lô, what the fuck? Anh chẳng chịu vui gì cả, tấu hài một chút không được sao? Tình huống ngàn cân treo sợi tóc ấy chắc chưa có quỷ vương bất tử Faker thoát được chứ thiên hạ khó ai so bì. Bố mày làm gì mày mà chi xét bố mày vậy? Rồi sao giống Nami đều bâu nhìn chùa bố Maker quá vậy? Chưa thua được. Ná mà thua được. Không giòn đâu. Làm sao mà giòn được? Chắc là không giòn đâu. Ủa, con xe đát đâu ta? Đâu ta? Xe đát đâu ta? Lão Thạc nhìn cậu vàng, mắt rưng rưng, cậu vàng đang bị hai thằng quát con xích buộc mõm nhưng vẫn cố ngoảnh lại. Tao biết lên cái gì nữa rồi trời. Chắc cũng đóng thêm xe. Ôi, đâu đóng miếng cooldown đi. Rồi lên gì lên tính sau. 115 điểm cooldown, 53% thời gian hồi chiêu. Quá, đúp 4 giây, e 5 giây. Rồi, thua, thua rồi. Chết cái này thua rồi má. Không giòn. Làm sao mà giòn được? Không giòn đâu. Ui. Không giòn. Trời ơi, nó nổ sớm chút xíu nữa là được rồi anh trai à. Nhưng mà trông giống như là, sao giống như là nó không giòn thế nhờ. Ờ đi giòn nữa. Defeat.